Xin chào các ông, các bà, các con xin chào cha. Bye bye bên kia kìa, bye bye. Bây giờ là em Nô ấy, là cháu Nô ấy các bác ạ, là biết nói tiếng phổ thông rồi nhé, biết nói tiếng Việt rồi, rất là giỏi luôn. Cháu Bình Núi Đá Vùng Cao xin kính chào tất cả các ông, các bà, cô chú, anh chị. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Cháu Bình Núi Đá Vùng Cao. Cháu Bình xin kính chúc tất cả các ông, các bà, cô chú, anh chị xem được thuyết video này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại thì cháu Bình đã có mặt tại nhà hai anh em, cháu Tủa và cháu Nô. Ngày hôm nay thì cháu Bình vào đây thì cũng có mua được một chút thức ăn cũng như là hoa quả rồi là bánh sứa cho em Nô. Còn em Tủa thì đang ở trên trường học rồi. Và ngày hôm nay thì cũng có tin rất là vui các bác ạ. Mấy ngày hôm trước thì trời cũng mưa, cháu Bình thì cũng không vào đây được, cũng như là em Trả và em Mai thì cũng không vào đây chia sẻ được các bác ạ, do là đường trơn trượt. Còn ngày hôm nay thì trời rất là nắng ấm rồi. Và như tất cả các ông bà, cô chú, anh chị thấy thì đằng sau cháu Bình là những cuộn lưới B40 để làm hàng rào cho cái khu đất của hai anh em cháu Tủa và cháu Nô, cô chú anh chị ạ. Và cái số lưới B40 này thì cũng rất là nhiều. Trước tiên thì cháu Bình là có mua được 15 cuộn lưới B40 thì sẽ dùng cái số này. Sau đó nếu mà không đủ thì sẽ phải mua thêm các bác ạ. Cái số này thì ở trên Mèo Vạc thì cũng không có nhiều như vậy ấy, nên là phải đặt ở dưới Hà Giang lên. Bây giờ thì cũng đã trở lên rồi đấy, ngày hôm nay thì cũng đã trở hết vào đây. Ngày hôm qua thì trở lên trên đường to rồi đấy, phải nhờ các anh em ở trong bản này để dùng xe máy trở vào đây đấy. Loại này thì là 1m8, rất là dài luôn, rất là cao, nên là xe máy cũng không trở được, do là con đường rất là hẹp ấy, thì phải dùng sức người vắt vào đây, thuê anh em vắt vào đây, rất là nặng luôn các ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cái công việc, những cái hạng mục làm sửa chữa cũng như là làm cái hàn rào cho hai anh em cháu Tủa cháu Nô ấy, thì hiện tại thì cũng gần xong rồi các bác ạ. Bây giờ thì đang chờ cái xe chở vật liệu vào đây để chở thêm bột đá cũng như là sỏi xi măng nữa, và những tấm lập sát nữa sẽ chở hoàn thiện vào đây hết, thì sẽ gọi các anh em thợ lại lên làm. Bây giờ thì do con đường trời mưa nên là bị gián đoạn rất là nhiều ngày, nên là cháu Bình cũng bảo anh em thợ là nghỉ để cháu Bình sẽ bố trí hết những cái vật liệu, rồi thì anh em sẽ vào đây làm một thể để cho xong luôn nhé. Ôi dồi ôi, em Nô đây rồi, em Nô đây rồi. Ê, em Nô thấy anh Bình ra đây rồi. Ê, nói chuyện nào. Cháu xin chào các ông, các bà, các con xin chào cha. Bye bye bên kia kìa, bye bye. Bây giờ là em Nô ấy, là cháu Nô ấy các bác ạ, là biết nói tiếng phổ thông rồi nhé, biết nói tiếng Việt rồi, rất là giỏi luôn. Thế anh có mang bánh kẹo đây nhá, đi về nhà rồi ăn, về nhà nhá, đi xuống dưới nhà rồi ăn nhá. Đi về nhà nhá. Đấy, không biết là đi chơi đâu về mà lại gặp anh Bình ở ngay trên đường này. Thế anh Bình thì đang truyền tải video các bác ạ. Đấy, đi về nhá, anh em mình về nhá. Đấy, bây giờ là sẽ đưa Nô với lại đi về. Ôi dồi ôi, đi chơi đâu về mà ngã sức hết mặt thế này em. Đấy, ngã sức hết mặt này, ôi thương quá. Đang bị ho rồi, chắc là khả năng cao phải lấy thêm mật ong cũng như là thuốc vào đây cho Nô uống rồi. Uống sữa nhá, đi về nhà ở đây trời nắng lắm.
nhá. Ừ, đi về nhà rồi uống sữa nhá. Uống sữa ăn kẹo Eno này. Đấy, xin chào nào. Ô, ngoan quá em bé này. Ờ, Nô với Tuổi là hai anh em mồ côi bố. Mẹ thì cũng đi lấy chồng rồi. Bây giờ thì hai anh em cũng sống nương tựa vào nhau cũng như là rất là may mắn. Còn ông bà thì ông bà cũng chăn lo cho thì cũng đỡ một phần các bác ạ. Bây giờ thì sẽ đưa Nô là đi về rồi dưới nhà nhá. Thì cháu Bình cũng đã nói qua thông qua những cái hạng mục rồi. Đấy, các ông bà cô chú cũng nắm bắt được rồi. Đấy, thì bây giờ thì cũng đang chuyển vật liệu ấy, bột đá rồi là sỏi ở đây rất là nhiều nhé, cũng đang chuyển nữa vì là làm cái này mất rất là nhiều bột đá với lại sỏi xi măng nên là phải chuyển tiếp vào đây các bác ạ. Đấy, nên là xếp tay lo. Thì anh chủ đất đang đi lấy củi đặt sau về ấy. Đấy, cả cô nữa. Thì bây giờ thì sẽ đi xuống nhà nhá, đi về nhà nhá. Về anh bé nào, anh bé nào về đây. Ôi 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 nặng đê. Ôi dồi ôi ôi ôi. Đây, bây giờ là sẽ đi về các bác ạ. Đấy, đi về nhá. À, đi chơi đâu về mà không đi dép à? Em đi chơi về à? Ôi dồi ôi. Thấy anh đi xe máy về đến đây là thấy tiếng xe máy là chạy ầm ầm ra đón luôn. Đấy. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ngoan quá nhờ. Ngoan quá nhờ Nô nhờ. Ôi, để anh nghỉ một tí đã. Vừa cầm cái này rất là nặng luôn. Đấy, cần thịt này, cần hoa quả. Cái này chắc phải 5-6 cân, 5-6 kg rồi. Đấy, rất là nặng luôn. Đấy, chưa thể đi được. Đấy các bác ạ. Nô thì rất là ngoan rồi. Đấy, những cái công việc này thì các bác thấy là cũng đang diễn ra, rồi là Nô nữa. Nô thì lại bị ho rồi. Như cha ở bên Mỹ nói ấy, thì cần có cái sức khỏe trước đã. Những cái công việc này thì vẫn rất là quan trọng để cho cái cuộc sống của hai anh em sau này đỡ vất vả, đỡ khổ ấy, đỡ phải làm. Ở nhà thì cha sẽ xây cho, hàn rào thì cũng sẽ quay hết, sau này đỡ phải làm. Còn trước tiên, trước mắt là cũng phải có cái sức khỏe tốt, nên là bây giờ là phải chăn cho Tủa và Nô có cái sức khỏe tốt. Bị ốm thì Bình sẽ lấy thuốc vào đây, thuốc của chị Sunny ở bên Hàn gửi về ấy. Còn rất là nhiều thuốc nữa, vẫn chưa uống hết. Một tí vào trong nhà thì sẽ tiếp tục là lấy thuốc cho Nô uống nhé các bác nhé. Ừ, không nghịt nhá, không lấy chân dấn vào đây nhá. Đi, đi, bây giờ đi. Anh em đi, từ từ, từ từ, từ từ, anh cầm tay, Nô ơi. Từ từ, từ từ, cầm tay thôi. Không ngá nhá. Đấy, Nô rất là ngoan luôn các bác ạ. Từ từ nhá, để đợi anh nhá. Rồi. Đấy, Nô thì rất là ngoan rồi. Từ từ, từ từ đợi anh nhá. Đợi anh Bình đã, để anh Bình chỉnh cái máy ghi hình cho các bác thấy Nô với anh. Rồi. Tay nào, tay nào. Đi về nhà thôi. Ngoan quá. Nô thấy cháu Bình vào đây là Nô rất là vui luôn các bác ạ. Nô thật sự là vui mừng. Em xin chào anh, em chào các bà, em xin chào cha. Đấy, Tủa ngoan quá, sao hôm nay Tủa không đi học đấy? Em bị ốm, em bị đau đầu. Bị đau đầu à? Ôi dồi ôi, đang ráng cái miếng gì? Salapat à? Đấy, Tủa nghỉ học hôm nào rồi đấy? Sáng mai. Nghỉ được mấy ngày rồi? Một ngày. Một ngày à? Thế là hôm qua về nhà rồi phải không? Ôi dồi ôi, ông bà có nhà không? Có. Có à, ông bà vẫn đặt trong nhà. Đấy. Thế là Tủa bị đau đầu à? Đấy, thế sáng nay em Mai vào đây có lấy thuốc cho Tủa không? Lấy rồi. Lấy rồi à? Đấy. À, các bác ạ, sáng nay thì cháu Bình có bảo em Mai là vào trước rồi, bây giờ là chiều. Đấy. Thì cháu Bình cũng vào sau ấy. Thì thấy Tủa là bị ốm. Đấy.
Thì cũng may là em Mai cũng đã lấy thuốc cho Tủa uống rồi. Ê Nô, không khi nào Nô. Đây là quà nhé, anh mua vào đây cho Tủa với Nô. Có cả thịt gà này, sữa này nhé. Ừ. Rồi, à, Tủa để cái sữa để anh lấy cho Nô, Nô uống. Để dưới đất luôn. Để dưới đất rồi. Tủa mang quả này, thịt đi cất nhé. Tôi là ra đây uống sữa nhé. Lấy hai cái ghế cho anh em ngồi nhá. Nhà Nô đang hóng này. Xin chào. Xin chào. Các ông. Các ông. Các ông. Các bà. Bà. Gọi Tủa ra ăn nè. Ăn bánh uống sữa. Ôi ngon quá. Nè, ăn bánh. Đây là sữa, sẽ bảo Tủa là bóc sữa cho Nô với Tủa uống. Không gọi nữa, không gọi nữa, anh gọi rồi. Một tí Tủa sẽ ra. Đấy, lấy ghế cho hai em ngồi đây nhé. Ôi ghế này bẩn thế. Ngồi tạm tí thay quần áo nhé. Ừ, ngồi, ngồi. Đó, hai em ngồi đi. Tủa bóc sữa cho Nô uống nhé. Đấy, bóc sữa cho Nô uống. Ơ, Nô cũng bị ho mà nhở. Đấy, thế là phải lấy thuốc nhá. Thuốc anh có để trong nhà nhiều thuốc lắm mà nhá. Biết đọc chữ không? Biết. Biết thì tìm nhá. Thì anh sẽ tìm thuốc cho Nô với Tủa. Thế là Tủa là uống rồi phải không? Đấy, còn Nô là bị ho như thế là phải uống mật ong. Đấy, bị ho như Nô là phải uống mật ong nhá. Cái chai mật ong mà anh đưa cho ông bà kia uống hết chưa? Chưa. Chưa hết à? Ừ, chưa hết thì lấy uống nhá. Pha nước ấm thôi mà, uống dễ dàng thôi mà nhé. Vâng. Uống sữa đi, uống sữa đi. Xin mời cha nào, Tủa xin mời cha nào. Con xin mời cha uống sữa. Đúng rồi, xin mời các bà nào. Con xin mời các bà uống sữa. Đúng rồi, đây Tủa ngồi đi. Ngồi xong là uống sữa nhé. Cứ uống từ từ thôi nhé. Đấy, Nô là đang uống, đang chuẩn bị ăn bánh rồi. Thế rất là vui sướng luôn. Thế à, ngày hôm nay đầu của Tủa đỡ hơn chưa? Chưa. Vẫn chưa đỡ à? Vẫn chưa đỡ thì ăn uống phải khỏe vào nhá. Ăn cơm khỏe vào nhá. Anh có mua thịt gà vào ấy thì tí bảo bà với ông nấu thịt gà cho ăn nhá. Hiểu chưa? Hiểu. Ừ. Ê, uống từ từ thôi, đại ca này uống từ từ thôi. Uống từ từ thôi nhá, không bị sặc nhá. Đấy, các bác thấy là hai anh em là rất là đáng thương luôn. Sáng nay anh Bình có bảo em May là lấy một bao tải quần áo to to vào đây mà. Tí phải thay quần áo nhé. Ừ, tuần quần áo mới thôi, phải thay quần áo nhé, hiểu chưa? Hiểu. Ừ. Tủa với Nô là rất là tiết kiệm luôn các bác ạ. Mặt quần áo bình thường thôi, quần áo mới là cướp hết rồi. Cháu Bình cũng rất là cố gắng nói với anh em là cứ mặc đi. Nhưng mà anh em thì ở nhà thì cũng mặc bình thường. Ngày hôm nay thì trời cũng không lạnh ấy. Nên là anh em cũng mặc đơn giản thôi. Thì sẽ bảo anh em là thay bộ quần áo này cũng hơi cũ rồi. Nô là vừa thay phải không? À, Nô là vừa thay quần áo mới. Còn Tủa là chưa nhỉ? Ừ. Thế thì một tí sẽ thay quần áo nhé, Tủa nhé. Còn em Nô thì tối tắm rửa rồi thay nhé. Ừ. Tủa ăn bánh đi. Bóc cái bánh kia chia cho anh em ăn đi. Đúng rồi, chia cho anh em ăn nhá. Ừ. Ừ. Thổi nhé. Làm rơi thì phải thổi nhé. Ây, ngon quá nhỉ. Con. Con. Xin. Ê. Mời. Ê. Mời. Mời. Các ông. Các ông. Bà. Bà. Ăn bánh. Ăn bánh. Ăn bánh. Ăn bánh. Đúng rồi, ngon quá. Đấy, Nô là biết nói tiếng tiếng Việt rồi các bác ạ. Nói rất là lưu loát luôn. Rất là giỏi. Tủa ở nhà thì hạn chế nói tiếng Hờ Mông nhé. Phải nói tiếng phổ thông cho Nô nhiều nhiều một tí nhé, hiểu chưa? Nên để cho Nô sau này lớn lên là biết nói tiếng phổ thông nhé. Đấy, ăn bánh đi. Hai anh em cứ ăn khỏe vào nhé. Thế Tủa là ngày mai đi học không? Hay là nghỉ khi nào đỡ mới đi? Đỡ không đau mới đi học phải không? Phải. Ừ, thế cứ nghỉ nhé. Vâng.
Thế tuổi về tuổi có xin cô giáo không? Xin rồi. Xin cô giáo rồi à? Vâng. Cô giáo có cho về không? Cho. Cho xong mới về à? Vâng. Thế tuổi là cũng được sự cho phép của cô giáo rồi mới được về nhà. Do là đau đầu ấy các bác ạ. Thế thuốc thì em Mai cũng đã lấy cho uống rồi. Thế các bác có theo tập video trước thì em Mai có cho uống rồi. Tuổi hậu nộ, em nô nhặt đi, nhặt bánh đi, tuổi thổi nhé. Đấy, không làm rơi nữa, không bẩn hết đấy. Đấy, hai anh em này. Đấy, các bác thấy hai anh em là thật sự là rất là có duyên với cha, cũng như là các quý mạnh thường quân. Đấy, không là hai anh em rất là khổ luôn. Đấy, bây giờ thì cũng có cái ăn cái mặt rồi, hai anh em cũng đỡ một phần nào đó rồi. Tuy nhiên thì cũng thiếu đi cái sự tình yêu thương của bố mẹ, thiếu đi cái sự đồng bọc của người lớn, nên là hai anh em cũng rất là đáng thương. Bây giờ thì cũng có ông bà, tuy nhiên thì ông cũng hay bị ốm, rồi là bà thì cũng già rồi, cũng không chăm lo được cho anh em nhiều. Cũng như là cũng theo cái phong tục ở trên này, nên là cũng không chăm sóc tốt được. Thì cháu mình cũng vào đây thường xuyên thì sẽ cố gắng là lo giúp cho anh em, để khi nào tuổi lớn lớn một chút nữa, vài năm nữa, rồi là nô cũng lớn một chút nữa, lúc đó thì anh em tự chăm sóc lẫn nhau thì lúc đấy cũng đỡ lo rồi các bác ạ. Còn bây giờ thì anh em chưa biết gì, nên là cũng cần phải theo dõi anh em, rồi là giúp đỡ cho anh em, cũng như là công các bà luôn luôn theo dõi và giúp đỡ, đồng hành, ủng hộ là anh em rất là hạnh phúc rồi. Không được vứt như thế, nhặt lên nô. Nhặt lên cho anh, nhặt lên. Nhanh lên. Nhặt lên. Nhặt lên. Nhặt lên. Tự nhặt nhá, tủa không được nhặt nhá. Nhặt đi vứt ở trong bếp, tủa mang đi rồi. Nhặt đi. Nhanh lên nhá, nhanh lên nhá. Nhặt. Nhặt đi, nhặt đi. Không được vứt linh tinh như này. Cái này nữa, cái này nữa, cái này nữa. Đây nữa. Cái vỏ này nữa. Mang đi vứt đã, mang đi vứt đã. Vứt vào trong nhà nhá. Không được vứt linh tinh như thế. Nhớ trẻ bố. Nó chỗ á trẻ. Ông bà đang trong nhà. Nô tự mang đi vứt, tự mang đi vứt. Không, mang đi vứt vào trong bếp nhanh lên. Nếu mang gan đi, nếu mang gan đi. Bố sao mà, nếu mà lo, bố sao mà có chị trò chạy. Đấy, phải vứt như thế nhá. Nó trẻ chờ. ông đang ở trong nhà. Ông bảo là xin chào. Đó, hai anh em này. Tủa lấy sứa đi cất vào trong nhà trước đi, sứa còn nhiều lắm. Để uống tối nay này nhá, rồi là sáng mai này nhá. Lấy cả cái túi bóng này đi tủa ơi. Lấy cả cái túi bóng này đi. Rồi đúng rồi. Hộ anh tủa mang vào trong nhà. Mang vào nhà, vào nhà. Ừ, để anh giúp hộ. Rồi. Rồi, dọn ghế đi, vào trong nhà đi. Rồi, khiêng vào trong nhà. Rồi, tủ nhặt những cái này nữa. Vỏ, không được vứt rác bừa bãi nhá. Khóc gì à, nô? Đúng rồi, mang ghế vào trong nhà đi. Lớn rồi, rất là ngoan luôn. Yeah.
Rửa rửa mặt cho em nôn rồi nhé. Đấy, bây giờ là hai anh em là thay hết quần áo mới rồi nhá. Đấy, lúc nào cũng phải sạch sẽ như thế nhá Tuổi nhá. Đấy, lấy quả cho anh em ăn đi. Đấy, trong kia còn nhiều thì ông bà ăn sau nhá. Anh em cứ ăn trước đi. Nôi ăn quả nôi, ê đẹp trai này này. Ui, các bác ạ, ê đẹp trai chưa. Thay hết quần áo là đẹp trai luôn này. Đấy, trời nóng như này phải mặc áo như nô này. Đấy, mới mát mẻ. Đại ca này. Đại ca nô. Thận Tuổi nhé. Rồi để con ra xa xa. Rồi ăn quả đi. Nhặt quả ăn đi nhé. Lấy con dao vào trong nhà cẩn thận nhé. Để xa xa không được cho nô xem nhé. Không được cho nô sờ dao. Ui ngon không? Ngon không nô? Ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Ngon quá. Cái áo này quá đẹp luôn nhỉ. Tuổi ăn quả ngon không? Ngon. Ừ, xin mời cha mời các ông bà nè. Ăn quả. Ăn quả. Đúng rồi, nói nhanh quá phải không? Ăn quả chứ không phải ăn cơm nhé. Nói lại nào. Rồi, xin mời cha nè. Con xin mời cha ăn quả. Đúng rồi, ấy phải như thế nhá. Quả này là quả gì biết không? Quả liệu. Quả liệu. Quả liệu. Đúng rồi. Đấy. Đấy, anh em ăn quả đi. Đấy, bây giờ sạch sẽ này, đẹp trai, sáng sủa chưa? Đấy. Tuổi ở nhà thì chăm em cẩn thận nhá. Thay quần áo này, quần áo nhiều nhiều phải thay thường xuyên nhá. Rồi là Tuổi ở uống thuốc. Ngày mai đỡ thì mới đi học, không đỡ thì đừng đi nhá. Mà ngày mai thì anh cũng vào đây sớm nên là Tuổi cứ uống thuốc xong là anh sẽ đưa Tuổi đi học nhá. Nếu không khỏi không đỡ thì sẽ uống thuốc rồi là sẽ đi viện nhá, hiểu chưa? Thì bây giờ đỡ hơn chưa? Chưa. Vẫn chưa đỡ à? Đau đầu phải không? Đấy, Tuổi là bị đau đầu các bác ạ. Đây lấy thuốc cho uống rồi. Nô mặt như này nhá, nếu mà buổi tối lạnh thì phải tìm cái áo dài tay cho nô mặt nhá. Trời nó nóng này là anh mới lấy cái áo cọc cho nô mặt thôi. Còn trời lạnh là phải lấy áo của Tuổi nhá. Nhà nô nha.
Đấy, ngoan. Bye bye. Đấy, nô bác bye bye đấy. Đấy, hai anh em rất là ngoan các bác ạ. Tổ ơi, nô ơi, nhìn vào đây nào để anh chụp ảnh nào. Nhìn vào đây nào. Ừ, nhìn vào đây nào. Rồi, đẹp trai quá. Ăn nhá. Ê, nô ngại, nô ngại, nô ngại quá nhỉ, xấu hổ nhỉ. Nô biết ngại rồi đấy. Nô với Tủa thì các bác ạ, là hai cháu mồ côi, rất là đáng thương luôn. Cái hoàn cảnh thì một số cô bác cũng biết rồi, còn một số cô bác vừa theo dõi thì cũng chưa hay, thì chưa biết. Mất tay đó. À, bốn nữa con chăm à? Ờ, chạy về anh đi. Ê, anh này. Anh thương thương nhé. Đây các bác, anh em. Xin chào. Bye bye. Tủa, bye bye. Lúc nào cũng bảo Tủa, bye bye đây. Thương quá, yêu quá các bác ạ. Rất là yêu luôn. Này, này, này. Chào các bác thấy anh em. Nô ơi, nhìn sang bên này nè, nhìn sang bên này nè. Yêu quá, yêu nô quá. Đấy, hôm nay thì cũng vào đây tham anh em, cũng như là vào đây xem cái số lưới B40 ấy. Thì hôm nay thì cũng đã chuyển vào đây hết rồi các bác ạ. Vào đây cập nhật thông tin như vậy cho các bác nhau biết. Đấy, còn anh em thì vẫn đang mạnh khỏe nhá. Còn Tủa là hơi bị đau đầu, nô là ho một chút thì... cháu mình cũng bảo với bà là đưa thuốc cho Tủ uống rồi. Còn nô thì sẽ pha một chút mật ong cho nô uống. Bởi vì là cái mùa này là mùa rau mùa nên là bị ho là chuyện bình thường thôi các bác ạ. Lấy thuốc uống là khỏi. Ăn ngon quá nhỉ. Ngon quá nhỉ nô nhỉ. Nô quá nhỉ. Ba anh em. Tủ lại ở nhà nhá. Trông em nhá. Xong là anh lại về nhà để anh gọi thêm vật liệu vào đây nhá. Biết chưa? Ừ. Đấy, mấy hôm nay là không ở được với hai anh em cả ngày rồi nhá. Để anh gọi vật liệu hết vào đây rồi. Mấy hôm nữa anh vào đây làm việc thì anh sẽ ở với hai anh em cả ngày nhá. Ở với em nô, còn Tủa thì vẫn phải đi học nhá. Ừ, đứng dậy nào. Ừ. Về đây, đứng dậy. Nô, nô, hai anh em đứng vào đây.
Đấy, xin chào nè, Tủa kệ nô đi. Tủa chào các ông bà, chào cha nè. Ok, chào các ông bà, các chị, chào cha. Đấy. Rồi, em xin chào anh Bình. Em xin chào anh Bình. Đấy, rồi. Thì ngày hôm nay thì cháu Bình cũng có vào đây chia sẻ cái thức video này. Thì cháu Bình cũng rất là vui, cũng như là rất là cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân, cũng như là cha ở bên Mỹ đã luôn luôn quan tâm hai anh em, cũng như là giúp đỡ cho hai anh em những cái hạng mục xây nhà mua đất, giúp cho cuộc sống hai anh em sau này sẽ thay đổi nhé. Còn bây giờ thì cháu Bình cũng sẽ xin phép để khép lại cái thức video tại đây, để cháu Bình đi lo những cái công việc như là mua thêm sỏi, bột đá. Cái công việc hơi chậm thì các bác cũng thông cảm, rồi là trời mưa, cũng như là mấy hôm nay thì xe không vào đây được ấy. Có một cái chỗ bị sạt lở ngày trước, bây giờ nước nó đọng lại ở đấy thì xe ô tô vào không thể đi qua được. Nên là sẽ tranh thủ vào những ngày trời nắng thì sẽ mua hết vật liệu vào đây, để mua hết tất cả thì các anh nhìn thấy vào đây xây luôn thì mới nhanh. Còn vào đây xong là hôm nay chở được một chút, xây hết lại ngày mai lại một chút như này thì nó rất là chậm tiến độ, cũng như là sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người ấy. Nên là cháu Bình sẽ gọi hết vật liệu vào đây, một thể chuyển hết một thể vào đây rồi thì sẽ bắt đầu là xây luôn, để làm xong hoàn thiện luôn. Đấy, mấy hôm nữa là xong rồi các bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì xin chào nào Tùa, bye bye. Đấy, Nô ơi, bye bye. Đấy, ngon quá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại tất cả ông bà, cô chú anh chị trong những video tiếp theo ạ. Xin chào. Bye bye. Xin chào. Bye bye. We'll be right back.